Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả cô chú chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, tối ngày hôm nay một cái thông tin cực nóng liên quan đến câu chuyện của Xu Minh Tuệ với cái đối tượng đang lợi dụng để mà trục lợi, đó chính là tên Tuấn Hộ Pháp. Ngày hôm qua đó thì quý vị cũng đã nghe được một sư cô từ bên Úc trở về để mà tố cáo đối tượng này khi mà lợi dụng cái hình ảnh câu chuyện của Xu Minh Tuệ và khiến cho sư cô đã gửi những cái số tiền cực lớn lên đến hàng trăm triệu đồng. Thì theo thông tin đó mình nghe đó là 600 mấy chục triệu, với cái khoản tiền này gửi về để mà tên Tuấn này đó giúp đỡ thầy Minh Tuệ trong cái công cuộc gọi là đi bộ hành khất thực. Mình đã từng khuyến cáo trên rất nhiều những cái nội dung và cảnh báo đến mọi người về những cái đối tượng như là hộ pháp rồi cho đến thổi đường vân vân, đi gọi là họ cho rằng là họ tự xưng, họ phát tâm, họ đi theo thầy miễn phí này kia kia nọ. Nhưng mà chúng ta thấy rồi, trước đó phía là công an tỉnh Gia Lai cũng đã nhận được đơn trình báo và cái sự báo cáo liên quan đến cái câu chuyện mà lợi dụng Xu Minh Tuệ để mà trục lợi rồi. Thổi đường đó thì tố hộ pháp, hộ pháp thì quay sang gọi là tố thổi đường. Thì ngày hôm nay khi mà một sư cô là một nạn nhân từ bên Úc trở về tố cáo thì chúng ta mới gọi là rõ ra hết một số những cái sự việc. Thì theo thông tin hiện tại, sư cô đã có những cái đơn thư để mà gửi đến phía cơ quan chức năng yêu cầu xử lý. Và đặc biệt hơn nữa, tên đối tượng này theo thông tin đã không có mặt tại địa phương, dường như là có động thái bỏ trốn khi mà nghe cái tin sư cô quay trở về. Thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng là mình không biết rằng là với cái mục đích gửi những cái số tiền cực lớn đến như vậy thì tại sao sư cô lại đặt cái niềm tin và tin tưởng với một đối tượng mình không quen biết. Trong khi đó thì Xu Minh Tuệ đi bộ hành khất thực thì làm gì có cần những cái bảo vệ, có cần những cái hộ pháp, đó là do chính họ, và hoàn toàn chúng ta thấy rằng có cái mục đích riêng. Và phía cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc để mà can thiệp. Mình thấy là từ Huế đưa thầy trở về Gia Lai là một trong những cái việc làm vô cùng cần thiết và nó kịp thời ngay thời điểm đó. Nếu không đó, còn không biết bao nhiêu nạn nhân sẽ bị gọi là trục lợi. Riêng đối với sư cô thì số tiền nó quá lớn, mình không biết rằng còn có những ai nữa là có những cái khoản nho nhỏ nữa hay không, ví dụ như vài trăm vài triệu thì người ta có lẽ là người ta sẽ bỏ qua luôn. Ví dụ như cô chú anh chị nước ngoài thì người ta gọi là không có rảnh rỗi để mà trở về để làm cái câu chuyện này. Nhưng nếu như thật sự có những ai đó cô chú anh chị ha, thì hãy liên hệ với em, có thể gửi những cái bằng chứng, cái bill chuyển tiền để mình trực tiếp lên làm việc với phía cơ quan chức năng tố giác, tố cáo cái đối tượng này để tránh những cái trường hợp tiếp theo nha cô chú anh chị. Bởi vì những cái kẻ xấu, phần tử xấu này thì bất cứ cái câu chuyện gì họ cũng thể gọi là lợi dụng để lừa đảo. Mình đã cảnh báo rất là nhiều lần rồi, nhưng mà có lẽ rằng các cô chú anh chị này không xem kênh của mình, cũng như là đã quá đặt niềm tin rất lớn đối với những kẻ gọi là tưởng rằng họ có những cái lòng tốt phát tâm, nhưng trên thực tế đó, thưa quý vị, chẳng có ai mà làm không cái điều gì cả trong cái câu chuyện Xu Minh Tuệ. Kể cả cái đối tượng gọi là Lâm Chài Dép địa phương đó, thì có thể thấy rằng đó, lúc đầu thì cũng nói ông phát tâm đưa cái bồn nước ra rửa chân cho mọi người miễn phí tùy tâm, cuối cùng thì sao, đôi cũng 15 năm 10 ngàn rồi cho đến là bán hàng lấy chai nước dưới cốc Xu Minh Tuệ để ghép vào, để nói rằng là ai mua hàng thì gọi là sẽ được tặng một chai nước của dưới cốc Xu Minh Tuệ để lấy lọc. Vậy thì họ có phát tâm chưa, hay là đó họ đang lợi dụng cái câu chuyện này để mà trục lợi? Khi mình chia sẻ, mình khuyến cáo cả nhà mọi người thì cho rằng là ghen ăn tức ở, chia sẻ không đúng, vu oan giá họa, hoặc là người ta chưa có làm gì mà em ơi, đợi người ta làm gì đi rồi em mà nói, thì bây giờ có còn kịp không, tiền mất tật mang. Một sư cô ở bên nước ngoài trở về chia sẻ với cái số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, 600 mấy chục triệu, thì mình không thể nào tin nổi. Sư cô lấy cái niềm tin gì để đặt vào một cái cá nhân đi theo Xu Minh Tuệ lại gửi xuống những cái số tiền lớn đến như vậy? Mọi người không nghĩ rằng bản thân Xu Minh Tuệ có cần những cái điều đó hay không, có cần bảo vệ, có cần hộ pháp hay là không, mà lại gửi những số tiền cực khủng như vậy? Đó chỉ là mới một người thôi, mình không có biết là còn bao nhiêu người và những cái số tiền nho nhỏ bên cạnh đó nữa, và còn bao nhiêu kẻ nhận những cái khoản tiền này. Thưa quý vị, cho nên mình thấy rằng là mình cũng kêu gọi luôn tất cả cô chú anh chị, những ai đã gửi tiền cho đối tượng hộ pháp Tuấn đó,
thì có thể liên hệ trực tiếp với công an Gia Lai, hoặc là có thể gửi liên hệ với mình, chuyển một số những cái bằng chứng chứng cứ, bill chuyển tiền, tên họ rõ ràng để cung cấp thêm những cái chứng cứ, đưa những cái đối tượng này ra trước cơ quan pháp luật chịu trách nhiệm đó, thưa quý vị, về những cái hành vi lợi dụng để mà trục lợi. Chiều ngày hôm nay thì lại có một cái thông tin khá là sốc, có một cái đối tượng tại khu vực Nha Trang đã cố tình để mà đi vào, đi xe vào luôn nha, đi xe vào cái nơi mà thầy tu trên núi đó. Mặc dù đó đã có một số những cái chốt chặn, nhưng mà đối tượng này phi thẳng vào thì ngay lập tức bị các lực lượng chức năng họ gọi là xử lý. Đây cũng là một lời kêu gọi cũng như là khuyến cáo mọi người đừng nên tập trung đó nữa, để cho gọi là sư Minh Tuệ yên tĩnh để mà có thể tập học tu tập trong khoảng thời gian này. Mình đặt ra rất là nhiều những cái nghi vấn, đối tượng này tại sao lại có cái câu chuyện gọi là dám gan dạ đến như vậy, tổ chức một thế lực nào thuê mướn hay chăng, và vào đó với mục đích gì? Nếu như một người gọi là yêu mến sư Minh Tuệ thật sự đó, đã thấy nhận được những cái hình ảnh trong khoảng thời gian qua ông ấy bị làm phiền, khiến cho từ đang đi ở ngoài Huế phải được đưa về Gia Lai xong phải vào rừng sâu xong thì khi mà trở lại thì tiếp tục những cái ồn ào, ông ấy phải lên tới Nha Trang, có thể nói là cái hành trình đi trốn đó, nhưng mà vẫn còn chưa buông tha nữa, vẫn còn tiếp tục gây những cái ồn ào náo nhiệt để cản bước cái con đường tu tập của một gọi là vị tu hành chân chính như là sư Thích Minh Tuệ. Thì mình nghĩ rằng đây là những cái đối tượng gọi là ganh ghét với thầy thôi, hoặc là được thuê mướn chỉ để hại thầy thôi, gây rối trật tự khu vực đó thôi, để hòng gọi là làm cái câu chuyện của sư Minh Tuệ bị ảnh hưởng một lần nữa, thầy không thể đi trở lại. Cái mục đích của họ là cái gì cô chú chị? Không muốn cho thầy đi trở lại. Những người mà cố tình gây náo nhiệt hay là gây mất trật tự đó, thì mình nghĩ rằng là họ cố tình không muốn làm cho sư Minh Tuệ, gọi là họ muốn làm cho sư Minh Tuệ không thể đi. Tại vì nếu ồn ào mất trật tự thì sư Minh Tuệ đâu có đi được cô chú anh chị. Họ muốn ông ấy phải là ẩn tu luôn họ mới hài lòng, bởi vì xung đột lợi ích mà. Nếu như thầy cứ đi, hình ảnh của thầy được chia sẻ, được lan truyền, bắt đầu người ta yêu mến, người ta ca tụng, người ta tìm tới. Ví dụ như là người ta gọi là bỏ luôn tất cả các chùa, thì bắt đầu nó lại xung đột lợi ích ở trong đó. Cho nên là mình thấy rằng đang có một cái thế lực nào ở đằng sau đang làm đưa ra những cái trò này, trò bẩn này, để mà cái câu chuyện của sư Minh Tuệ khiến ồn ào tiếp tục. Nào là những người ma nữ nhảy vào ôm thầy, đi theo thầy, dí theo thầy, nhét những cái vật thể lạ vào trong cái bình bát, vào trong cái nồi cung điện. Vậy thì cô chú anh chị nghĩ rằng đó có phải là Phật tử, có những người yêu mến sư Minh Tuệ thật hay không? Chẳng qua đó, thật ra là họ biết, nhưng họ cố tình làm như vậy để mà phá sư Minh Tuệ đó cô chú anh chị. Cho nên mình thấy rằng cái vấn đề tụ tập đông người đó chính là nó gây một trong những cái tiềm ẩn nguy hại rất lớn đối với thầy. Tại vì chúng ta không biết được trong 10 người hay là 20-30 người đó ai là kẻ trà trộn vào, ai cũng tự xưng là yêu mến hết trơn á, thì mình đâu có thể gọi là biết được kẻ nào họ có những cái hành động bất ngờ để hại thầy, để khiến cho thầy gọi là không thể trên con đường tu học phá thầy đó cô chú anh chị. Cho nên là mình thấy tốt nhất vẫn là để cho thầy yên tĩnh, thầy tu học một mình thôi. Đừng có ai gọi là đến quay phim hay chụp hình, dừng ngay lại tất cả những cái việc này đi. Thầy đã trải qua quá nhiều thứ rồi, từ Huế trở về Gia Lai, từ Gia Lai bây giờ lên đến Nha Trang rồi thì vẫn chưa có động thái buông tha. Mình thấy rằng TikTok, YouTube vẫn đang tập trung đó khá là đông, mặc dù họ không thể vào trong đó được, không thể vào bên trong khu vực đó được, tại vì có những cái chốt chặn thì mình cảm thấy cũng gọi là yên tâm hơn. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại có những cái đối tượng là manh động đến mức độ như vậy, thì rõ ràng cái âm mưu đã bị lộ rõ rồi. Đó chính là cái âm mưu muốn phá hoại thầy, cản bước đường tu học của thầy. Rất may mắn đó, thì thầy vẫn được một số các lực lượng, các anh công an đó bảo vệ lập chốt. Đó là một trong những cái điều tuyệt vời, thì chứng minh một cái điều là người phía cơ quan chức năng nhà nước của chúng ta đó vẫn đang gọi là tạo những cái điều kiện nhất định nhất để cho dân chúng, công dân được quyền tự do tín ngưỡng, tự do gọi là
tu học theo lời dạy của Đức Phật, không có những cái cản trở. Chẳng qua cản trở cho đến thời điểm này là do chính người dân, và mình nghĩ rằng những cái cá nhân đó chính là những cái gọi là cái thế lực tổ chức đó, họ muốn phá thầy thôi, họ muốn gây ra những cái ồn ào náo nhiệt, buộc phía cơ quan chức năng họ phải vào cuộc can thiệp. Chứ ở đâu ra mà chúng ta thấy rằng đạo là ở đâu nhiều đến vậy? Từ cái câu chuyện nhân quả nè, đạo Pháp Luân Công nè, đạo Hoàng Thiên Long nè, rất nhiều những cái đạo đến tìm đến tận nhà, tới cốc, tới nhà ba mẹ của sư Minh Tuệ để vứt những cái quyển sách như vậy, truyền bá như vậy, rõ ràng là muốn hại thầy. Chứ một người mà yêu mến thầy thật sự đó, cô chú anh chị, người ta tôn kính thầy không làm những câu chuyện bậy bạ đó đâu. Mình tin là như vậy, mình tin là bà con nó yêu mến thầy, người ta không dám làm vậy, không có dám nhảy sồ vào để ôm thầy đâu, không có phá phách cái kiểu như mà nhét những cái vật thể lạ vào cái nồi cơm của thầy. Chúng ta còn từng thấy chứng kiến là họ nhét tiền vào y áo của thầy, đem tiền đến bài trước mặt để làm gì? Hãm hại thầy thôi, họ hại thầy thôi cô chú anh chị. Còn thêm những cái đối tượng mà trục lợi như thằng Hộ Pháp rồi vân vân, mình còn chưa biết được là còn những nạn nhân nào nữa. Chỉ có duy nhất một sư cô trở về với số tiền quá lớn thì buộc sư cô phải lên tiếng. Vậy thì còn biết bao nhiêu người đã từng gửi tiền vài trăm ngàn, vài triệu, mà biết bao nhiêu con người gửi về như vậy. Một người vài trăm, người ta không có thời gian để người ta lên tiếng đâu cả nhà. Mình nghĩ rằng những cái gọi là mạnh thường quân nước ngoài đó, một vài trăm ngàn, một vài triệu, một hai trăm đô đối với họ là cái số tiền nó không nhỏ, và thậm chí họ cho đi rồi họ sẽ không lấy lại. Nhưng thưa quý vị, đó chính là họ đánh vào cái tấm lòng vàng của chú anh chị để mà họ trục lợi. Một người, 10 người, 100 người mạnh thường quân, cái số tiền nó lên đến bao nhiêu? Quý vị đang gọi là tiếp tay cho những kẻ này, họ trục lợi lừa đảo xung quanh cái câu chuyện của sư Minh Tuệ. Thông qua cái nội dung ngày hôm nay, mình cũng kêu gọi tất cả các chú anh chị mạnh thường quân nào đã từng có những cái gửi tiền về cho những cái cá nhân nào kêu gọi xung quanh cái hình ảnh của sư Minh Tuệ vân 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 vân, thì hãy mạnh dạn tố cáo, có thể gửi trực tiếp qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình để có thể em có thêm những cái bằng chứng chứng cứ trình báo đến cơ quan chức năng. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.